Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là tầm hơn 6 giờ sáng. Mình đang ở một khu rất là đồng quê ở xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ở khu này người ta gọi là khu đất đồng. Bây giờ mình cùng bạn khám phá xem khu này có cái điều gì thú vị nha. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Đây là đường đi đến khu đất đồng này các bạn. Trước kia ở đây là một cái bầu nước, nhưng mà bây giờ là nó khô hạn hết rồi. Bây giờ nó chỉ còn một dụng tí xíu ở đằng kia thôi. Đấy là tới đó mình sẽ chỉ cho các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái đường này. Rất là cao. Đây, từ trên cao nhìn xuống này các bạn. Bạn thấy không? Rất là cao. Đó, có nghe tiếng chim hót. Đây là cái bầu nước này, trước kia là nó rất là to mà bây giờ nó còn chút xíu chỗ kia đằng kia này. Đó. Rồi. Ta cùng đi tiếp thôi. Ở đây rất là thiên nhiên, không khí rất là trong lành, cây cối là rất là nhiều. Đó, có chim bìm bịp nó bay nữa kìa. Đây người ta trồng keo rất là nhiều này các bạn. Ta cùng đi tiếp thôi. Này có cái cây gì rất là to này các bạn. Mình cũng không biết cái cây này cái tên là cây gì nữa. Rồi. Mình cùng đi thôi. Này cái cây này là cái cây dúi này, rất là to. Cây này là không biết bao nhiêu năm nó mới to cỡ dài nữa. Rồi. Mình cùng đi lên thôi. Này cái mô đất rất là cao. Mình sẽ treo lên. Rồi, đây là khu đất đồng này các bạn. Ở khu này là người ta trồng chủ yếu là trồng đỗ thôi, người dân trồng này. Rất là nhiều đậu phộng. Mình xe xe kia thì các bạn thấy những cái cây ở bên kia không? Người ta trồng keo á, ở phía đó thì có cái vườn ươm. Rồi mình đi tiếp thôi. Phía bên kia là có cái sông. Bây giờ mình cùng các bạn ra phía sông xem nha. Rồi. Đó, xe xe kia là xuất hiện xong rồi đó các bạn. Đi tiếp thôi. Đó, các bạn thấy xong chưa ạ? Rồi, đây là bờ sông. Ở dưới nó có một cái đường cái này. Wow, rất là cao, bây giờ là phải chạy xuống dưới này. Đó, dòng sông. Sông này gọi là sông Hà Thanh này các bạn. Rồi, bây giờ mình cùng các bạn đi xuống dưới nha. Giờ nó cao quá, bây giờ mình sẽ xuống, mình ngắm một cái cành cây mình đi xuống. Ôi da. Ôi, các bạn thấy này, nó rất là cao. Sao mà chạy xuống là mình rất là sợ tí. Ôi, mình cùng đi tiếp thôi nha. Đây, trong cánh này rất là đẹp, rất là thiên nhiên luôn nha. Ôi, mình cùng các bạn đi tiếp thôi. Đi thôi.
Đây các bạn, phía bên kia là có một cái dãy núi này, mặt trời đang lấp ló bên kia. Thế này dãy núi thì người ta gọi là núi Bàn Chà nha các bạn. Đi hết cái dãy núi này thì nó qua bên kia gọi là Phú Tài. Núi rất là lớn. Cái đợt mà mình cũng làm một video đã leo thử, chinh phục thử cái ngọn núi Bàn Chà này nha. Quay vào trong cái điện thoại thì thấy nó nhỏ bé như vậy chứ mà nó rất là to. Này người ta đang làm đường cái nè. Đó, với cái là có xi múc làm đường cái nha. Nơi này rất là đồng quê, rất là yên tĩnh. Mình rất là thích nơi này. Đi sáng sớm mà được vào một nơi này ngắm bình minh rất là tuyệt vời. Đó, có một con chim nó bay kìa. Đó. Tiếng chim hót líu lo. Đó, có một con chim nó bay nữa kìa. Này chim rất là nhiều. Đang đứng giữa đám bắp này. Cái này là cá bắp này các bạn. Cá bắp này. Bạn nào mà hồi giờ chưa biết cái cá bắp thì cái này là cá bắp nha các bạn. Ở đây người ta ngoài trồng đậu phộng ra, người ta còn có trồng bắp nữa nha các bạn. Bắp rất là nhiều. Đây này. Cá bắp. Rồi, mình cùng các bạn đi khám phá tiếp nha. Trời bắt đầu nắng lên rồi. Bạn, cái cây đây gọi là cái cây mì này các bạn. Đây, mì mới nở hoa thôi. Đó, lá mì của người ta luôn này. Đó, bạn nào hồi giờ là chưa biết cái cây mì là cái cây đây gọi là cái cây mì nha các bạn. Rất là nhiều hoa mì. Đây, quay cận cảnh cái hoa mì này. Nó đẹp. Nó bí bí xinh xinh này. Rừng hoa mì luôn. Rất là nhiều. Rồi, chúng ta cùng đi tiếp nữa nha. Các bạn, ở dưới bờ sông rất là sâu. Bây giờ các bạn cùng mình đi xuống dưới cái sông này khám phá xem ở dưới có cái gì nha. Bây giờ mình chỉ đi trên bờ thôi. Bây giờ mình với các bạn cùng đi xuống nha. Ở trên này nó có cái bậc thang này. Mình sẽ đi xuống. Rồi, mình đi xuống rồi. Bạn dùm lại này. Rất là cao. Rồi, chúng mình cùng đi thôi. Nhìn phía dưới này thấy bờ sông rất là đẹp. Đây này có những cái tảng đá này. Bạn thấy không? Rồi. Thôi, chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bây giờ trời cũng đã nắng rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.